Sau vụ Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì theo cái yêu cầu của anh em là anh em muốn có một cái đợt combo sell off thực sự gọi là sốc như những cái đợt combo trước mà mình đã từng làm cho anh em. Thì ok luôn em. Bán gì không biết. Muốn bán được nhiều thì bán lỗ là nhanh nhất. Hôm nay xin được giới thiệu cho anh em một combo giá cả thì phải chăng. Chất lượng thì tuyệt vời. Nhưng có một đặc điểm nữa, đó là cái combo này nó sẽ phù hợp với rất nhiều anh em, đặc biệt là những anh em chơi rim luôn. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu cho anh em một combo hủy diệt, giá thì sốc, hàng thì chất, mà sale cho anh em lại mặn nữa. Thì ở đây mình giới thiệu cho anh em đầu tiên là bộ bố thắng tồn kho Indonesia. Bố thắng tồn kho Indonesia. Tồn kho là như thế nào? Thì đây, bộ này là bố thắng của Honda Accord, có nghĩa là cái dòng Honda của Indonesia. Thì thực ra nói chung là Accord, Accord gì thì nó cũng gắn được cho rim quay hết nha anh em nha. Thoải mái. Bố thắng đồm nha. Anh em lưu ý cho mình, bố thắng đồm. Đây là một bộ bố của nó này. Đây, bộ bố của nó em nhìn thấy cực kỳ là xịn sò luôn, và tem chống giả đây nha. Thì tại sao mà nó đồn tồn kho? Thì ở đây mình sẽ cho anh em coi này, cái đát của nó này. Đây, anh em nhìn thấy đá đâu, 2012 là nó đã tồn kho 10 năm rồi. Thì bây giờ nó cũng đã rất là xịn rồi, loại này thì cực kỳ xịn ha. Đó thì bộ bố thắng này, đây mình sẽ xé nó cho anh em coi này. Nói chung là rất là đã luôn. Anh em mà chúng ta sử dụng những cái bộ bố thắng bình thường, anh em nhìn thấy loại này anh em thích ngay. Đó, anh em thấy không? Bố dày và đẹp. Anh em thấy phần bộ hàng bố đẹp ha, không có bị sần sùi như những cái loại mà hàng rẻ tiền nha anh em nha. Và mã mộc của nó thì thôi khỏi nói rồi. Tại vì hàng của Honda Indonesia mà anh em. Đây này, sẽ có chữ này. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp luôn nha. Đó. Thì một bộ bố này giá lẻ của nó là 200 ngàn một bộ em nha. Nó đắt không bằng DID đâu. DID nó tới 120 nghìn một bộ, có nghĩa là hai bánh nha. Cái này là một hộp của nó là gồm có hai bánh luôn. Thì hai bánh này á, giá của nó là 200. Còn nếu mà DID á, cái dòng DID mình bán được trước á, thì hai bánh của nó tới 240 lận. Còn cái loại này nó rất ok. Chất lượng nó cũng phải ngang ngửa. Tiếp theo là đến với lại một cặp cao su gác chân trước. Đó, cao su gác chân trước nha anh em nha. Thì cao su gác chân trước này vẫn rất là hot, đến bây giờ vẫn rất là hot. Tại vì sao? Tại vì rất là nhiều anh em chúng ta có nhu cầu sử dụng cái cao su gác chân trước này. Đấy. À, tại vì cái cao su gác chân trước này thì anh em cũng biết rồi, anh em bị hư nhiều. Thành ra là anh em chúng ta hay thay. Mà thay loại lô thì nó không ngon, thì anh em thay loại này. Đây, như thế này. Mình sẽ thu cho anh em coi luôn. Đây anh em ha. Đây, một cặp cao su gác chân trước là nó sẽ như thế này. Đó, anh em thấy chưa? Bóng không? Rất là bóng luôn. Kèm đến cái sự bóng của nó thì ở phía sau này nó sẽ có luôn một chữ logo, chữ Made in Thái Lan nha. Đây. Đó, Made in Thái Lan này. Anh em thấy rất là rõ ha. Rất là xịn sò. Thì một cặp cao su gác chân này giá là 100 ngàn anh em nha. Mình có đăng từ trước đến giờ vẫn giá 100 ngàn rồi. Và một cái sản phẩm anh em mong chờ rất 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 là nhiều luôn. Đó chính là cái tay thắng tồn kho rim Thái anh em nha. Đây, thằng tồn kho đây. Thì cái này anh em lưu ý giúp mình là chỉ có hàng tồn nó mới có cái loại, có cái chữ này thôi. Đây này, tôi sẽ cho anh em coi này. Đây, anh em sẽ thấy có cái chữ CB ở đây ha. Rồi, có chữ CB ở đây. Rất đẹp. Đó này ha, có chữ CB ở đây. Thì cái chữ CB này là cái chữ ở trong cái nắp xúc bát số 8 anh em. Là nó cũng có. Thì cái loại này anh em là cái loại tồn kho cho nên nó có nha. Thì ngày trước Đạt cũng tham khảo thử hàng mới để Đạt nhập về bán cho anh em rồi. Thứ nhất là hàng mới bán không chạy, cái nước sơn của nó rất là lì, nó không bóng như vậy nên nha. Và thứ hai là nó không có chữ CP ở đây. Thì thực sự nó không có đúng đời anh em, đúng đời rim Thái 9899 là nó có cái logo CP ở đây ha, hàng tồn nó mới có. Đó, thì cái tay thắng này Đạt bán giá lẻ là 100 ngàn. Nhưng mà không có đủ hàng để bán luôn. Thực sự anh em bây giờ là Đạt không có nhận khách sỉ khoảng 100 200 cây là không có để bán luôn. Chỉ có bán khách lẻ thôi. Thì một combo như thế này thì để Đạt cộng luôn cho anh em coi. Đây là sử dụng máy tính là cộng cho anh em coi này. Đây. Bộ 4 tháng là 200 ngàn. Cộng cho cặp cao su gác chân là 100 nữa là 300. Cộng cho một cái tay thắng 100 nữa là 400. Đây, sẽ là 400 nha anh em nha. 400. Thì bây giờ mình sell off cho anh em chỉ còn lại
Nếu như mà chia 50% đi, chia 2 là 50% thì vẫn còn lại 200. Đó, thì vẫn chưa ok. Thì mình sẽ sell off cho anh em luôn 189.000 anh em nha. 189.000 cho 3 món. Một cái tay thắng, một cặp cao su cá chân trước, cũng như là một cặp nha anh em nha. Anh em lưu ý cho mình là một hai bắn á, là hai bắn luôn, là nguyên một bộ trên xe luôn chứ không phải là một bắn nha. Đó, một bộ trên xe luôn là gồm hai bắn. Nguyên tất cả như vậy. Giá là 189.000 nha anh em nha. Chương trình shop diễn ra trong 3 ngày. Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm nay, tối ngày mai và kết thúc sẽ là tối ngày mốt anh em nha. Anh em lưu ý giúp mình chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Thì anh em nào thực sự chúng ta có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với shop sớm nha. Mình sẽ không giới hạn số lượng một anh em mua được bao nhiêu, nhưng mình sẽ giới hạn cho anh em thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi. Cho nên nếu anh em nào chúng ta bắt gặp được anh em muốn mua, có nhu cầu, vui lòng mua giúp mình trong vòng ngày hôm nay, ngày mai và trước 8 giờ buổi tối của ngày mốt. À, mình sẽ diễn ra trong 3 ngày thôi. Cho nên là thực sự cái chương trình là một chương trình tri ân khách hàng, cũng như nó thẳng luôn với anh em, bỏ tiền ra để quảng cáo thì bên nhà các cái nhà cung cấp họ ăn hết. Có nghĩa là mình chạy quảng cáo trên những cái nền tảng như là Facebook hay YouTube thì những cái nhà quảng cáo đó họ sẽ ăn hết tiền của mình. Thì thay vì mình chạy quảng cáo, mình sẽ dùng cái số tiền chạy quảng cáo đấy bù lỗ cho anh em luôn, để anh em chúng ta vui vẻ, anh em tham gia chương trình, anh em đẩy view cho shop luôn. Đấy anh em thấy không? Một cái chiến dịch, nói thẳng với em là chiến dịch marketing của bên mình, nhưng cái người lợi lại chính là anh em chứ không phải là những cái người quản lý của YouTube hay là Facebook. Họ sẽ không, mình sẽ không chạy quảng cáo, mà mình sẽ dùng cái tiền chạy quảng cáo đấy để mình chạy những cái chương trình shop này cho anh em, để anh em chúng ta theo dõi, anh em đăng ký kênh của shop. Cho nên nếu như mà anh em vô tình bắt gặp được video này, anh em có thể ấn like video này cũng như là ấn chia sẻ cái video này cho mọi người cùng xem, để mọi người có thể mua được hàng anh em ha. Chương trình này là không lợi nhuận, chỉ khuyến mãi cho anh em trong vòng 3 ngày. Anh em nào có nhu cầu tranh thủ liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.